thay đổi á, khó đó. Đa phần mọi người đang ở trong quỹ độ ổn định của mình, vì vậy họ sẽ ngại thay đổi và họ sẽ hoài nghi rằng sự thay đổi có mang lại kết quả tốt hay không, và quy trình mới, công việc mới thì họ có đáp ứng được hay không, kiểu như vậy. Nên điều chúng ta cần làm là phải phá vỡ cái tổng ban ở trong các nhân viên để giúp các bạn mạnh dạn thay đổi, cải tiến từ những điều nhỏ nhất. Có những vấn đề mà không phải bản thân mình có thể giải quyết được mà phải cần tới sự hỗ trợ là một người trưởng thành, thì lúc nào mình cũng hỗ trợ nhiệt tình để các nhân viên có thể thay đổi. Ngoài ra khi có phần băn khó cần sự hỗ trợ thì mình rất là nhiệt tình hỗ trợ để cả hai cùng đạt được mục đích và tiến bộ. Kiến thức và năng lực của mỗi cá nhân khác nhau, do vậy để phát huy tất cả những tiềm năng thế mạnh của các nhân viên trong quá trình thay đổi không phải là một điều dễ dàng. Ngoài ra có nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến quá trình thay đổi như là nhân lực, vật lực, thời gian, chi phí. Tuy nhiên có một câu nói là muốn thì phải tìm cách, đó chính là tinh thần mà mình muốn truyền tải đến tất cả mọi người. Mình cũng không có nhiều bí quyết lắm, chỉ là tò mò, tìm tòi và học hỏi. Mình đã lục lọi tất cả những kiến thức ở trang sách báo, trên internet hoặc là từ những người bạn của mình. Hiện tại công nghệ AI rất là phát triển và mình cũng ứng dụng một phần nào đó vào trong công việc của mình. Thực sự nó rất là thú vị. Ghi chép đối với bản thân mình nó rất là quan trọng. Khi mà mình ghi chép, không những là mình control tốt những cái tab mà mình được vô, mình còn có thể là ghi lại những cái ý tưởng mà nó nảy ra ở trong đầu của mình. Giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ thì nó cũng rất là quan trọng. Và chúng ta phải ở trong tư thế là tất cả mọi việc đều có thể. Everything is possible. Còn đối với những nhân viên á, thì mình cũng dành thời gian để quan tâm, giúp đỡ họ, xem họ có cần sự hỗ trợ nào không. Và khi các bạn đạt được một số cái thành tích ở trong sự thay đổi ấy, thì mình nên khích lệ và khen ngợi. Đây không những là thách thức đối với khối sản xuất mà khối thiết kế cũng như vậy. Cả bên khối thiết kế đã có một số cái phương án hành động. Đầu tiên bên mình lên phương án đồ tộ để các bạn designer có thể làm được rất là nhiều công việc khác nhau, và khi dự án ở mức cô cầu các phần ban có thể là hỗ trợ qua lại với nhau. Bên mình đã lên phương án là cải tiến một số cái quy trình thiết kế, giảm cái thời gian thực hiện các công việc phụ, tập trung tối đa cho thời gian thiết kế. Đối với thiết kế structure, baby và electric, hiện tại bên đội mình đã có sự khảo sát các nhà thầu, và trong tương lai, trong trường hợp mà nhân lực không đảm bảo thì bên mình có dự án, có phương án dự phòng, đó chính là sử dụng nhà thầu phụ. Đối với đội thiết kế proposal PM thì bên mình đã cài đặt phần mềm Compress, và các bạn nhân viên đang cố gắng học tập nghiên cứu cũng như ứng dụng vào trong bố giá thiết kế. Hành động chính là chìa khóa dẫn đến thành công. Chỉ khi bắt ta vào lồn thì kết quả mới đáng được. Hãy suy nghĩ tích cực về sự thay đổi và hành động mạnh mẽ ngay bây giờ. Dusan Vina, Chance and Success.